hôn lễ vừa kết thúc liền biến mất dung cảnh mặt ba năm sau đột nhiên trở về cao lãnh cấm dục biến thành lăn lộn không keo kiệt mỗi ngày phải làm chính là chọc tầng mộ nhiễm tức giận tên như ý nghĩa dung phu nhân tức giận tàn nhẫn đáng yêu mỗi ngày tầng mộ nhiễm đều tức giận điều tầng mộ nhiễm muốn làm nhất chính là ly hôn dung cảnh mặt không tự giác mỗi ngày cuốn lấy cô dính lấy cô trêu chọc cô chương một cho tiên sinh đừng như vậy ngu xuẩn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 2 Nhục nhã Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 3 Chơi điểm không giống nhau. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Ta không thích trở về thu rác rưởi bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Cho thái thái, thật là rộng lượng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Muốn cái bảo bảo. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Đi thần kinh khoa bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Phu nhân ta, tính khí không tốt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Ngươi ngược lại là tiêu sái. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Văn minh một chút, cho thái thái bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test